Tôi đã bị giết, bị chặt đầu và 10 ngón tay vứt xuống sông để không ai có thể nhận diện. Tôi là nạn nhân của Nguyễn Đức Nghĩa, sát thủ mang gương mặt thư sinh. Hãy nghe câu chuyện của tôi. Tôi tên là Nguyễn Phương Linh, sinh ra trong một gia đình trung lưu tại Minh Khai, Hà Nội. Xinh đẹp và học giỏi, tôi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và có công việc đáng mơ ước tại một cơ quan ở Hà Nội. Cuộc đời tôi tưởng như thật hạnh phúc nếu như tôi không quen Nguyễn Đức Nghĩa. Tôi và Nghĩa học cùng lớp tại trường Ngoại thương. Với vẻ ngoài thư sinh và tài ăn nói, Nghĩa đã chinh phục được trái tim tôi. Tuy nhiên do ham chơi nên khi tôi ra trường, Nghĩa vẫn còn nợ môn mặc dù anh ta lớn tuổi hơn tôi. Cuối năm 2007, do nảy sinh một số vấn đề nên chúng tôi đã chia tay. Sau đó, Nghĩa có quen và yêu một cô gái tên là Yến. Yến rất tin tưởng, nên thường đưa chìa khóa nhờ Nghĩa trông chừng căn hộ của cô ấy ở Trung Yên, Hà Nội. Hai ngày 3 và 4 tháng 5 năm 2010, lợi dụng lúc Yến về quê nghỉ lễ, Nghĩa đã gọi điện cho tôi mời tôi qua căn hộ của Yến chơi. Tại đây chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ kể lại chuyện tình xưa và cùng nhau chơi game. Tại đây, tôi có nghe điện thoại từ người yêu mới gọi khiến Nghĩa cảm thấy ghen tuông và xảy ra cãi vã. Khi tôi đang mải soi gương và chải tóc để ra về, Nghĩa đã cầm dao đâm từ phía sau khiến tôi gục chết tại chỗ. Tàn ác hơn nữa, hắn đã cắt đầu tôi và chặt đứt 10 đầu ngón tay với mục đích để người khác khó nhận dạng.